Dạ cô ơi, cô chưa bật mic cô. Rồi ha, bây giờ nó bỗng biết rồi đó. Trên đó nó sẽ có rất là nhiều cái triệu chứng giống như bệnh nhân vào vì sốt hoặc là vì khó thở. Thì mình sẽ nghĩ đến cái bệnh nào đầu tiên? Tại nó sẽ có rất là nhiều bệnh. Lúc đầu các bạn đi lâm sàng, các bạn sẽ thấy rất là mơ hồ. Tại vì đứa nhỏ nó vô, sao mình biết được bệnh gì? Mình đưa ra cái chẩn đoán sơ bộ đầu tiên là cái gì? Nên là mình học để mình biết được cái độ nhạy, độ đặc hiệu và phải kết hợp thêm nhiều triệu chứng nữa. Thí dụ như nó nhập viện vì khó thở thì mình phải biết mình hỏi thêm cái gì. Chứ nếu mà mình hỏi lan man quá mình sẽ không có thời gian. Tại vì các bạn đi học thì các bạn có thể hỏi tới nửa tiếng. Còn nếu làm bác sĩ các bạn chỉ có 5 phút, 10 phút để bạn nhận định ra bệnh đó là bệnh gì để bạn xử trí thôi. Đôi khi bạn không có thời gian để xử trí luôn, nó vô nó khó thở, nó tím tái. Bạn phải xử trí ngay lập tức, trong đầu bạn phải nghĩ đến bệnh gì. À, chứ không phải mình ngồi đó mình chờ xong có mình lật sách mình tìm có bệnh gì hết. Cho nên mình phải biết được độ nhạy, độ đặc hiệu để chẩn đoán cái bệnh. Rồi X quang mình sẽ thường gặp là X X quang sẽ gặp rất là nhiều ha. Nhưng mà khi nào chẩn đoán chỉ định X quang, không phải cứ viêm phổi là tôi sẽ chụp X quang hết. X quang thì nó sẽ đứa nhỏ nó sẽ bị nhiễm tia, nhưng mà cái mức độ nhiễm tia không phải là nguy hiểm tới nỗi là không thể nào, ví dụ như là bắt buộc phải chụp hoặc là chụp vô sẽ rất là nguy hiểm đứa nhỏ. Nhưng nó vẫn có thể chấp nhận được, có một đứa nằm trong viện nó có thể chụp đến cả 10 phim lận. Nhưng mà khi chỉ định khi nào cần thiết, khi nào không cần thiết, chứ không phải đứa nào vào mình cũng chỉ định chụp X quang hết. Đó là sự cần thiết hoặc là không cần thiết. Ừ. Sau khi học xong bài này mình phải trả lời được. Còn nếu mà sau khi học xong mà mình trả lời không được nữa thì có nghĩa là mình không có hiểu gì về bài hết. Rồi giống như bây giờ mình đi thực thì mình sẽ gặp những trường hợp vậy rất là nhiều. Nó nhập viện vì nó sốt. Đầu tiên nó chỉ là cái kiểu giống như là viêm hô hấp, viêm mũi họng thôi. Nó ho sổ mũi thôi. Hả? Ho sổ mũi giống như ở ngoài mình hay gọi là cảm hay gì đó. Ho sổ mũi xong bắt đầu nó sốt, từ từ lên nó sốt, nó khó thở, nó không ăn uống được, nó nhập viện. Vậy thì những cái bệnh nào có thể xảy ra trên nó? Đúng không? Chắc gì đã là viêm phổi. Đôi khi có những bệnh viêm phổi hoặc là viêm tiểu phế quản được không? Tới hồi đi lâm sàng các bạn sẽ phân vân. Ủa vậy khi nào viêm phổi thì nào viêm tiểu phế quản? Rồi hoặc là nó đơn giản hơn, nó chỉ là một cái đứa viêm hô hấp, viêm họng cấp, viêm họng mũ gì đó, viêm amidan gì đó. Bà mẹ này tại sao bà mẹ này lo lắng? Thì mình sẽ coi coi có phải là sốt cao hoặc là ăn bú kém. Thì cái dấu hiệu bà mẹ lo lắng đó chính là cái lý do nhập viện hoặc là cái lý do đi khám bệnh. Nếu nó nhập viện sẽ là lý do nhập viện, còn nếu nó đi khám thì nó sẽ là lý do đi khám bệnh. Cái này trên lâm sàng của bạn quan trọng, bạn phải hỏi ra được cái lý do nhập viện của nó. Vậy thì cuối cùng là sốt, ho, sốt, ăn uống kém, cái nào mới là triệu chứng chính? Vậy thì trên lâm sàng mình sẽ hỏi sao để mình biết ra lý do nhập viện. Trong những dấu hiệu này, nếu nó thiếu cái dấu hiệu đó đi, thiếu dấu hiệu chính bà lo lắng thì bà sẽ không đi nhập viện. Vì nó ho 3 ngày rồi, sao chị không đi nhập viện? Bà nói nó ho 3 ngày, nhưng ngày hôm nay nó ho liên tục, nó không ngừng. Nên tôi rất là lo tôi đi nhập viện. Hoặc là bà nói nó sốt mấy bữa trước nó vẫn sốt, nhưng hôm nay nó sốt cao liên tục, nó không hạ được. Còn nó ho thì bữa nay nó vẫn ho như vậy, nên tôi cũng chưa lo bằng hôm nay nó sốt. Hoặc là nó ho, nó sốt vẫn giống như vậy, nó sốt cao nhưng mà nó uống thuốc vẫn được. Nó uống xong nó vẫn hạ được. Nhưng mà nó không ăn gì hết từ sáng tới giờ. Do đó tôi đi nhập viện. Vậy thì tùy theo cái cách trả lời của người ta để mình biết rằng cái nào là lý do nhập viện. Tại vì khi mà mình dựa vào cái lý do nhập viện để mà mình biện luận cái bệnh. Ha, tại vì cái triệu chứng đó là triệu chứng chính, triệu chứng nặng nhất.
mình nghĩ đến để mà mình biện luận, mình hỏi tiếp những cái triệu chứng kèm theo. Ví dụ nó sốt cao thì mình nghĩ đến những bệnh nào sốt này là sốt cấp tính, sốt 3 ngày. Nguyên nhân này có thể là nhiễm siêu vi hoặc là nhiễm trùng. Những sốt cấp tính mình phải nghĩ đến những cái bệnh đơn giản trước, còn đừng có nghĩ đến ác tính hay suy giảm miễn dịch gì đó từ từ nghĩ sao. Còn giờ sốt cấp tính nè, siêu vi hay nhiễm trùng, thì giờ nếu là siêu vi thì bệnh gì có thể xảy ra trên nó? Thì giờ tôi phải khen nó có ho sổ mũi xanh gì đó, nhưng mà nhiều hay ít, tôi phải khám họng coi, tôi kiểm ban tay chân miệng coi có hay không. Tại vì sốt mà siêu vi có thể là tay chân miệng vậy, hoàn toàn có thể. Hoặc là sốt xuất huyết có thể không, vẫn có khả năng. Nhưng mà nếu mà tìm nó có beta chi hay gì á, những ngày sớm sớm 2 ngày á thì nó sẽ khó tìm thấy lắm, không thường không có tìm thấy đâu, tại vì nó chưa có giảm tiểu cầu. Nhưng mà sao, nhưng mà mình cần phải loại trừ cái sốt xuất huyết ha. Một là trên dựa trên cái cận lâm sàng mình làm những cái test sốt xuất huyết, hai là mình đánh giá coi những cái nhiễm trùng khác nó có xảy ra hay không. Nếu có những trường khác xảy ra thì có thể sốt này do những cái nhiễm trùng khác, khám giống như thấy họng mũ không, hoặc là khám tôi nghe cái phổi nó, tôi nghe ra nẩm ra nổ không, thì có thể sốt là do những cái ổ nhiễm trùng nó gây ra, hoặc là nó tiểu gắt tiểu buốt gì đó, hoặc là nó tiêu chảy phân nhầy phân lỏng gì đó để tôi tìm được ổ nhiễm trùng. Còn nếu tôi hoàn toàn không tìm được ổ nhiễm trùng nào hết, họng có đỏ nhưng mà đỏ ít lắm, phổi nghe không có gì, đi cầu đi tiểu bình thường hết, thì tôi phải nghĩ đến những cái bệnh giống như vậy, những cái bệnh mà dựa vào cận lâm sàng mình mới biết được cái chẩn đoán ha. Do đó là tôi nói những cái này là tôi giải thích để bạn biết trên lâm sàng mình cần phải hỏi dựa vào cái gì để mình hỏi, chứ không phải mình hỏi lan man, hỏi tùm lum hết, hỏi nửa tiếng đồng hồ chưa ra bệnh gì hết. Do đó mình cần biết lý do nhập viện để mình đi theo cái hướng đó. Còn nếu như nó nói nhập viện vì cái ho thì mình sẽ hỏi đến cái ho, tính chất ho như thế nào. Cái này Y2 mình học rồi, mình học cách hỏi rồi. Ho xuất hiện vào ban ngày hay ban đêm, cường độ như thế nào, tăng giảm như thế nào, yếu tố đi kèm, mình phải hỏi hết để mình nghĩ đó là bệnh gì. Rồi, bây giờ cái câu này để trả lời rằng tại sao viêm phổi mình cần phải nghĩ đến trên những cái đứa nhỏ đó, trên những cái đứa nhỏ mà nó có sốt, có khó thở, có ho. Tại sao? Bởi vì cái này là cái tài liệu tôi mới gửi, còn cái mà trên post trên đó thì nó là mới gửi mấy ngày trước đó. Những cái số liệu thống kê này nó mới ra đó, tôi cập nhật lại những cái số liệu thống kê để mình thấy rằng trong những cái bệnh này như là bệnh sởi nè, sốt rét nè, tiêu chảy nè, thì cái nhiễm trùng hô hấp dưới nó chiếm cái tỷ lệ cao, dù là nó đang trên cái đường đi xuống nhưng mà nó vẫn cao hơn so với những cái bệnh khác. Đó là cái tỷ lệ tử vong nha, trẻ chết á, vì những cái bệnh lý thì viêm phổi nó vẫn chiếm hàng đầu. Cái nữa là nó tập trung ở đâu, chứ không phải rằng tất cả những cái nước đều phải gì hết, thì nó sẽ tập trung chủ yếu ở những cái vùng mà những cái nước nước mà những cái nước mà chưa có phát triển. Việt Nam vẫn có ha, nhưng mà cái màu của Việt Nam nó nhạt hơn, xanh càng đậm thì cái tỷ lệ tử vong nó càng cao, nó tập trung chủ yếu ở cái vùng châu Phi nhiều hơn. Còn những cái nước nước phát triển thì cái tỷ lệ nó sẽ thấp hơn. Việt Nam cái màu nó cũng xanh đó cha, nghĩa là xanh đậm thì không tới, nhưng mà nó vẫn cái xanh, nó khoảng là từ cái tỷ số nó khoảng chắc từ 50 đến 100 á, nó nằm trong cái khu này, để mình biết rằng viêm phổi vẫn chết chứ không phải viêm phổi là một bệnh lý nhẹ gì hết ha. Do đó trong chẩn đoán của mình không có cái chẩn đoán là viêm phổi nhẹ, tôi thấy nhiều bạn đi lâm sàng chẩn đoán viêm phổi nhẹ lắm, nó chỉ là viêm phổi hoặc là không viêm phổi thôi chứ không có viêm phổi nhẹ nha. Rồi, còn cái này là những cái chỉ số thống kê mình đọc và mình biết. Rồi, bây giờ tới cái định nghĩa viêm phổi. Nó sẽ rất nhiều cái định nghĩa viêm phổi. Nhưng mình hiểu đơn giản nhất viêm phổi là tình trạng viêm của nhu mô phổi do những cái tác nhân gây ra. Ừ. Còn bài học này của mình là học viêm phổi cộng đồng. Viêm phổi cộng đồng là viêm phổi xảy ra ở ngoài cộng đồng và trên những cái đứa trẻ khỏe mạnh bình thường trước đó. Nó sẽ có những cái viêm phổi gì?
nó sẽ có viêm phổi bệnh viện là trên những cái đứa nằm viện. Khi nào gọi là nhiễm trùng bệnh viện? Cái này học rồi chứ, trong nội rồi. Sau 48 giờ nhập viện là có nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện. Do đó những đứa viêm phổi khởi phát sau 48 giờ nhập viện thì có thể viêm phổi bệnh viện hoặc viêm phổi liên quan đến thở máy. Vì những đứa nó bị bệnh khác nhưng mà nó thở máy, sau đó nó viêm phổi. Nó sẽ có rất là nhiều cái chẩn đoán đó. Nhưng mà bây giờ hiện đại mình chỉ học, chủ yếu mình biết là viêm phổi cộng đồng thôi. Còn trên lâm sàng mình đi, khi mà mình trình bệnh, mình chọn bệnh mình trình, có thể mình sẽ trình viêm phổi bệnh viện hay gì đó, thì lúc đó thì tôi sẽ dạy riêng. Còn trên lý thuyết này mình sẽ học viêm phổi cộng đồng nha. Rồi cái phần sinh lý bệnh, những cái hình này tôi thấy rằng nhìn vẫn hiểu được, tại vì nó sẽ có cái cơ chế bảo vệ ha. Khi những cái phân tử nào nó nhỏ nó mới vào được tới trong cái phế nang, chứ không phải tất cả những phân tử đều phải vào được phế nang hết. Nó còn có cái hệ thống những cái tế bào tiết nhầy, những cái tế bào lông chuyển này nữa. Do đó cơ thể mình sẽ có cái yếu tố bảo vệ. Viêm phổi đâu phải dễ xảy ra. Tôi nhìn thấy cái slide này, tôi đem vào cái bài này, nó nhìn thì thấy nó phức tạp, nhưng mà bằng khi mà bạn đọc vào á, bạn thấy sẽ nó sẽ giải thích được hết tất cả cho bạn. Các bạn còn giỏi anh văn hơn tôi nữa mà. Do đó là cái slide này đâu có phải khó ha. Đầu tiên là yếu tố phơi nhiễm của nó là gì? Có thể vào cái đường qua cái không khí hít thở nè ha, hoặc là cái đường máu. Giống như nhiễm trùng máu, nhiễm trùng từ cơ quan khác nó gây ra nhiễm trùng viêm phổi kèm theo theo đường máu, hoặc là nó trong cái nhiễm trực tiếp như là viêm phổi liên quan đến thở máy gì đó, nó đặt một cái nội khí quản vào trong cái đường thở đó thì có thể nó sẽ dẫn vi trùng trực tiếp vào, hoặc là cái viêm phổi hít. Hít này là hít sặc nha. Những cái đứa mà rối loạn động tác nuốt hoặc là nó bị trào ngược dạ thực quản, nó sẽ dễ hít sặc, hoặc là những đứa teo thực quản gì đó, nó cái nó cái nuốt nó bị rối loạn thì nó sẽ dễ hít sặc đồ ăn thức uống vào trong cái đường thở, nó sẽ gây ra viêm phổi. Đó là khi nó phơi nhiễm. Rồi còn tiếp theo là gì nữa? Cơ địa nữa ha, cái cơ địa mà nó dễ bị bệnh nữa, và cái độc lực của cái vi trùng nữa, nó phải kết hợp những cái đó. Cái cơ địa là gì? Liên quan đến cái miễn dịch nè ha, liên quan đến môi trường nè, bệnh viện nè, hoặc là những cái trẻ sơ sinh nè, nó liên quan rất là nhiều yếu tố. Ngoài cái cơ chế hồi nãy tôi nói là cái cơ chế của cái giải phẫu để ngăn chặn sự xâm nhập, rồi nó còn phải liên quan đến cái cơ địa nè ha, môi trường là hút thuốc lá thụ động nè, môi trường ô nhiễm nè. Rồi những cái bất mà động lông chuyển nè, đó mình hồi nãy mình nói là những cái lông chuyển tế bào tiết nhầy nó sẽ đẩy những cái phân tử ra ngoài, nhưng mà nếu những cái tế bào này nó bất động, nó tổn thương hoặc là nó giãn phế quản ha, đó là những cái đứa nhỏ nó có cái bệnh lý nền ở cái thời kỳ sơ sinh, nó sẽ dễ bị tổn thương, nó sẽ dễ bị bệnh. Rồi sau đó sẽ là cái tình trạng nhiễm ở trong cái đường thở dưới ha. Đây là tới cái phần mà viêm phổi. Viêm phổi nè, mấy câu trên thì đọc bình thường thôi ha. Cái đáp ứng miễn dịch tại chỗ nữa. Đáp ứng miễn dịch tại chỗ là ở cái phế nang á, nó sẽ gây ra cái viêm phổi thùy hoặc là cái viêm phổi mô kẽ nha. Nó sẽ kích thích những cái cơ quan xung quanh nữa, nó sẽ gây ra đau bụng cấp nữa. Do đó có những cái đứa mà viêm phổi tràn dịch màng phổi thì nó sẽ đau ở cái vùng hạ sườn hoặc là đau bụng, nhưng mà không phải là do những cái tổn thương ở cơ quan đó, mà chủ yếu là do nó kích thích những cái cơ quan lân cận ha. Rồi tại cái phổi ha, thì nó sẽ có những cái nó sẽ có kích thích cái đường thở nè, và cái hệ thống mà lông chuyển để mà nó đẩy những cái chất nhầy giống như đó, nó không có hoạt động tốt ha,
thì nó sẽ gây ra triệu chứng ho nè, cái ran ở phổi nè. Còn nếu mà nó xảy ra ở cái khoảng giữa các phế nang là cái mô kẽ đó thì nó sẽ thấy nó tình trạng là viêm phổi mô kẽ ha. Nếu mà nó xảy ra ở thùy, ở cái phế nang thì là viêm phổi thùy nha. Viêm phổi mô kẽ, viêm phổi thùy á thì nó sẽ trên cái trên gì ạ, trên này là gì, trên XR là gì hả, trên cái phim X quang nha. Chứ còn nghe phổi thì mình có thể nghe ra nẩm ra nổi gì đó, hoặc là phổi nó khô ha, vì phổi mô kẽ đôi khi nghe được cái thanh ngáy nữa. Nhưng mà còn trên X quang mình sẽ xác định dựa trên X quang. Rồi cái gì nữa, nó sẽ giảm cái trao đổi khí, tại vì khi mà nó tổn thương nó những cái nè nhầy dịch nhầy đồ nó tập trung trong cái phế nang hoặc khoảng gian phế nang, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình trao đổi khí thì nó sẽ là giảm thông khí nha. Tôi thấy trên cái bảng này nó sẽ giải thích được rất nhiều cái cho bạn. Rồi còn cái này thì mình nói về cái viêm phổi nó sẽ trải qua bốn giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, để mình thấy rằng trên lâm sàng nếu mà đứa nhỏ mà nó viêm phổi tràn dịch màng phổi, cái này mình bạn đọc thôi, tôi chỉ giải thích, viêm phổi tràn dịch màng phổi thì bệnh ít nhất cũng phải 1 tuần, chứ không thể nào bệnh 1 2 ngày viêm phổi tràn dịch màng phổi. Tại sao? Tại vì nó sẽ phải rơi vào tới cái giai đoạn 4 này nữa. Tới cái giai đoạn 4 là phải từ ngày thứ 6 trở đi, khi mà mình không có điều trị viêm phổi hoặc là điều trị thất bại á, thì nó mới dẫn đến là viêm phổi tràn dịch, cận viêm phổi này là tràn dịch màng phổi á ha, và dày dính màng phổi. Do đó không thể nào mà đứa nhỏ mà bạn nói rằng mẹ nó thay bệnh có 1 2 ngày vô cái chụp X quang tràn dịch hết màng phổi rồi viêm đông đặc phổi gì tùm lum hết, vậy là mình phải hỏi là cái bệnh sử có thể mẹ nó nhớ không chính xác hoặc là mẹ nó khai sai. Mình biết được cái khoản này để mà mình dự đoán. Thí dụ như bệnh đứa này nó đã bệnh 6 7 ngày rồi, nó sốt liên tục, phổi ra nổ ra nổ nghe giảm khí âm, thì mình nói có thể đứa này nó đã tràn dịch màng phổi luôn rồi. Tại vì dựa vào cái sinh lý này tôi biết được. Hai, do đó mới đọc cái sinh lý này để mình biết rằng diện tích của diễn tiến của bệnh nó sẽ như thế nào. Hiểu không? Học tới đây hiểu chưa vậy? Tại vì cái này là chủ yếu bạn đọc thôi, tôi tóm lại những cái gì hoặc tôi nhấn mạnh những cái gì chính. Rồi còn ai có nguy cơ, bản này mình tự đọc ha, hồi nãy tôi có nói trên cái bản chính trên kia rồi, thì nói là sẽ có những cái liên quan đến này, nhiễm trùng nè, môi trường ô nhiễm, sống đông đúc nè ha, chủng ngừa không có đầy đủ nè, sinh no, sinh nhẹ cân nè, nhẹ cân chưa chắc phải là sinh non nữa ha, còn sinh non thì thường chắc chắn nó sẽ nhẹ cân rồi. Còn những cái đứa mà sanh mà dưới 2,5 kg nè, suy dinh dưỡng nè, hoặc là nhà có hút thuốc lá nè, không ba mẹ hút thuốc lá nè, thì nó là những cái yếu tố nguy cơ để đứa nhỏ nó dễ bị viêm phổi. Đó là gì, hồi nãy trên cái bảng kia là những cái cơ địa dễ bị tổn thương, là cái cơ địa nó tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, nó tiếp xúc với vi trùng thường nó sẽ dễ bệnh hơn. Còn tác nhân gây bệnh, cái bản này bắt buộc phải học, tại vì trên lý thuyết cũng, trên lý thuyết hỏi thôi chứ trên lâm sàng tôi cũng không có hỏi tới, trên lý thuyết đi thi sẽ hỏi nha. Còn cái bản này chỉ cần đọc vô thôi mà, đọc thuộc vô thôi. Cái mấy bạn trước đó thì nó bị trùng lắm giữa 1 tháng 3 tháng gì đó, nên là cái bản này mới trong cái Candice mới thì nó phân ra là sơ sinh 1 tháng 6 tháng 6 12 1 tuổi nữa kia lên 5 tuổi, thì mình thấy được rằng trên 5 tuổi nó chủ yếu là vi trùng không điển hình, nó có phế cầu hiện diện hết luôn, trừ cái sơ sinh thì phế cầu nó không có hiện diện thôi, cái phế cầu nó sẽ hiện diện hết luôn. Nhưng mà cái lứa tuổi này cái Mycoplasma nó sẽ là chính Mycoplasma pneumoniae nè, nó là vi khuẩn không điển hình. Còn những cái lứa tuổi dưới 1 tuổi thì cái virus nó sẽ là chính. Nhưng mà trên lâm sàng rất khó phân biệt được viêm phổi do virus hoặc là viêm phổi do vi trùng. Đấy tôi sẽ nói ha. Phế cầu nó vẫn sẽ hiện diện hết. Còn cái hemovirus influenza này
tỷ lệ nó sẽ thấp. Bởi vì sao? Bởi vì đã có chủng ngừa 5 trong 1 hoặc 6 trong 1. Trong chủng ngừa đó nó có chủng ngừa cái này luôn, nó sẽ giảm bớt cái tình trạng đó. Còn phế cầu bây giờ vẫn có chủng ngừa, nhưng mà chủng ngừa được 13 tiếp thì những tiếp khác nó vẫn có nguy cơ nhiễm, chứ không phải là không có nguy cơ nhiễm ha. Còn Neurofibromatosis là cái gì? Đây học vi sinh rồi chứ. Là gì? Hả? Ừ, học rồi mà, đâu phải chưa học đâu. Rồi, để mình thấy trên cái bảng này thì khí cầu nó sẽ chiếm tỷ lệ chủ yếu. Nhưng mà vẫn sẽ có một phần, thôi tới 1/4 của cái vòng tròn này, mình sẽ không xác định được tác nhân. Sẽ không xác định được cái tác nhân là tác nhân gì hết nha. Nhà siêu vi vẫn có nè, ha. Rồi, cái bảng này dựa vào cái màu để tôi thấy rằng lúc nào cũng hiện diện trên 50% là vi trùng, là màu xanh đậm. Rồi, các rồi ha, cái viêm phổi mình sẽ nhận thấy rằng trên 50% nó sẽ hiện diện cả vi trùng và vi khuẩn. Ủa, vi vi trùng và siêu vi nè, màu tím của màu 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 xám xám nè là hiện diện cả vi trùng và vi khuẩn. Ủa, siêu vi và vi khuẩn ha, còn màu đen là sẽ là cái vi khuẩn. Do đó lúc nào cũng có hiện diện vi khuẩn trên 50% dù là lứa tuổi nào. Thấy không? Cái bảng nè, cái hiện diện cái vi khuẩn nè, vi khuẩn nè thì nó là màu đen với màu xám đậm đậm nè. Lúc nào nó cũng có hiện diện trên 50% hết. Còn cái này là không biết ha, không biết này cũng có thể là vi khuẩn chứ bộ. Chứ đâu phải là không phải đâu. Do đó ở các nước đang phát triển, viêm phổi đồng nghĩa với viêm phổi do vi trùng. Viêm phổi đồng nghĩa do viêm phổi do vi trùng nha. Ở Việt Nam là nước đang phát triển, do đó viêm phổi đồng nghĩa với viêm phổi do vi trùng. Dù trong cái bài họ trùng có tác nhân hồi nãy tôi có nói là cái tác nhân siêu vi sẽ vẫn gặp, nhưng mà ở đất nước Việt Nam thì viêm phổi đồng nghĩa với viêm phổi do vi trùng, do đó không có còn lấn cấn cái khúc đầu là viêm phổi do siêu vi gì nữa hết ha. Bắt buộc phải điều trị cái kháng sinh, tại khăn phân biệt đó để làm gì, để tôi điều trị kháng sinh hay không kháng sinh, còn kháng sinh chích hay kháng sinh uống thì tùy cái diễn tiến bệnh, tùy cái đánh giá của tôi. Tại sao khi mà viêm phổi do siêu vi tôi sẽ không điều trị kháng sinh, nhưng mà ở những cái nước phát triển điều kiện chăm sóc y tế tốt, môi trường sống nó vệ sinh tốt thì nó diễn tiến không nặng, bệnh nó không nặng. Tôi có thể theo dõi 1-2 ngày để tôi đánh giá coi diễn tiến nó là sao. Nếu mà diễn tiến nó tốt, nó cải thiện thì viêm phổi đó là do siêu vi, không cần điều trị kháng sinh. Còn ở Việt Nam nó có thể bội nhiễm, đồng nhiễm kèm theo nữa. Thì nó sẽ diễn tiến nặng, tôi sẽ không có trở tay kịp. Do đó viêm phổi ở Việt Nam đồng nghĩa với viêm phổi do vi trùng nha. Triệu chứng viêm phổi giống như cái bài hồi nào ở trên mình học về cái sinh lý bệnh á, thì nó sẽ có là tăng tiết dịch nè ha. Ở trong đây nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc trao đổi khí giữa cái phế nang mau mạch nè, đầy dịch hết trong đây thì trao đổi khí sao được, thì nó sẽ biểu hiện của cái đường hô hấp, nó sẽ ảnh hưởng đến cái trao đổi khí ha. Ngoài cái biểu hiện ở cái đường hô hấp, nó sẽ còn có biểu hiện ở cái thần kinh nè ha. Nó có thể là chóng chóng mặt nè ha, sốt nè ha, rồi nó ở da nè nha, nó da nó có thể xanh tím gì đó, tim đập nhanh gì đó kèm theo nữa ha, đau mỗi cơ, đau mỗi chi nữa, đau nhức khớp nữa.
Nên là viêm phổi không phải chỉ biểu hiện ở phổi, nó có thể biểu hiện ở những cái cơ quan khác nữa. Trên cái phần sinh lý mà anh nói, nó có thể biểu hiện ở những cái cơ quan lân cận nữa, do những cái cytokine nó tiết ra đó ha. Còn thí dụ như cái gì tim nhanh nè ha, rồi hạ huyết áp hay gì đó, là khi mà cái nhiễm trùng nó nặng lên, nó gây ra tổn thương nặng, nó có thể gây sốc nhiễm trùng, thì khi đó nó sẽ biểu hiện cái dấu hiệu sốc luôn. Rồi dấu hiệu suy hô hấp, cái này là trên lâm sàng mình sẽ gặp, để khi nào mình đánh giá đứa nhỏ nó có suy hô hấp. Nó có suy hô hấp là một cái mình phải đánh giá hàng đầu, để mình coi mình có hỗ trợ hô hấp không. Phải đánh giá cái đường thở là đầu tiên á. Đếm nhịp thở. Nè, thở nhanh là dấu hiệu có độ nhạy cao nhất. Độ nhạy nha. Đếm nhịp thở là phải đếm trong vòng 1 phút. Cái bảng nhịp thở nhanh này mình phải đọc. Mình phải học thuộc cái bảng thở nhanh này. Trên lâm sàng mình phải đếm nhịp thở trong vòng 1 phút. Do đó có thể bạn sẽ nói rằng đứa nhỏ nó quấy, nó khóc gì đó. Thì phải lúc đứa nhỏ nó nằm yên, nó không quấy, không khóc gì hết, nó không bú gì hết, thì mới đếm nhịp thở chính xác được. Chứ còn nếu mà nó quấy, nó khóc gì đó, đếm nhịp thở sẽ sai, nó sẽ tăng cái công thở lên, hoặc là nhịp thở nó sẽ không có đều ha. Rồi, khi mà nó thức hoặc khi nó ngủ nó sẽ dao động á. Nó thức nhịp thở nó sẽ tăng hơn khi nó ngủ. Nhưng mà dù nó tăng đi chăng nữa, nó cũng không thể vượt được cái ngưỡng thở nhanh. Nha. Nhưng mà thức này là thức bình thường nha, chứ không phải thức này là quấy, khóc, chạy chơi xong rồi vô đếm nhịp thở nha. Khi mà sau khi nó vận động hoặc là nó hoạt động nhiều vô đếm nhịp thở là sẽ sai á. Hoặc là nó quấy, nó khóc, nó la, sùm hết rồi đếm nhịp thở cũng sẽ sai luôn. Thức này là ngồi chơi bình thường hết, chứ không phải thức là chạy nhảy đùng đùng. Hoặc là đợi lưu ý một cái nữa là sốt, khi sốt nhịp thở nó sẽ tăng 5 đến 7 lần, cứ 1 độ C nhịp thở sẽ tăng 5 đến 7 lần, nhịp tim sẽ tăng từ 10 đến 15 lần một phút. Do đó khi đếm nhịp thở phải đánh giá coi nó có sốt hay không, nếu nó có sốt tôi phải trừ bớt cái nhịp thở tăng do sốt ra, sau đó tôi mới đánh giá so với cái ngưỡng thở nhanh theo tuổi coi bình thường hay bất thường nha. Lưu ý cái này ha. Rồi co lõm ngực là dấu hiệu co lõm 1/3 dưới lồng ngực ở thì hít vào. Nè ha, co lõm ngực nhìn cái clip này. Phải nhìn vào đây, co lõm ngực nè ha, phải bộc lộ hết cái ngực của em bé ra để đánh giá. Co lõm ngực thôi, còn cái phần người ta chỉ trên đây là co lõm hõm trên đất ha. Co lõm ngực nè, 1/3 dưới lồng ngực ở thì hít vào. Do đó mình phải nhìn để mình đánh giá trên lâm sàng mình gặp, mình mới biết được khi nào là co lõm ngực, khi nào là không co lõm ngực nha. Đó nha. Phải nhìn để đánh giá nha. Đứa này nếu mà đếm nhịp thở là thở nhanh luôn á. Rồi co lõm lồng ngực. Co lõm trẻ dưới 2 tháng tuổi co lõm lồng ngực nặng mới có giá trị. Tại vì những cái đứa nhỏ dưới 2 tháng tuổi này đôi khi nó sẽ có co lõm lồng ngực, và co lõm cũng sẽ không có liên tục như nó là bình thường của nó. Còn nếu co lõm lồng ngực nặng
mà xuất hiện liên tục thì mới là dấu hiệu suy hô hấp của nó nha. Còn những cái đứa nhỏ trên 2 tháng tuổi chỉ cần có lơ co lõm lồng ngực là có giá trị rồi. Rồi khi nào là co lõm lồng ngực nặng, khi nào co lõm lồng ngực nhẹ thì mình sẽ đi trên lâm sàng để mình đánh giá. Rồi còn cái này là dấu hiệu phập phồng cánh mũi. Bình thường mình thở hai cái cánh mũi mình nó sẽ không có phập phồng giống như vậy. Dấu hiệu này cũng là một dấu hiệu suy hô hấp luôn nha. Đánh giá nó, nhìn cái cánh mũi của nó đi, hít vào thở ra nó phập phồng hết nha, thấy không? Đó là dấu hiệu phập phồng cánh mũi. Rồi, cái co lõm này co lõm hổm trên đất luôn à ha, co lõm ở dưới cái cần cổ, cái cổ của nó, còn co lõm ở dưới cái xương ức thì nó sẽ là co lõm hổm dưới ức, còn cái này là co lõm hổm trên đất nha. Hít vào là không, bình thường mình hít thở mình sẽ nhìn thấy, nếu mình hít thở bình thường nó không có lõm vào, trừ khi em hít gắng sức vào thì nó mới lõm cái vùng đó vào thôi. Khi mà nó có siêu hấp nó gắng sức thì nó sẽ lõm cái vùng này ha. Bình thường nhìn qua bạn xung quanh đi, nó thở không có phập phồng cánh mũi, nó cũng không co lõm ngực luôn. Thường người lớn nó cũng sẽ không có phập phồng cánh mũi đâu, tại vì cái cấu trúc xương của người ta nó cũng sẽ vững chắc hơn, sụn nhiều cũng vững hơn, thì nó sẽ ít có cái dấu hiệu đó. Còn em bé thì nó sẽ có dấu hiệu đó nha. Rồi cái bảng phân độ siêu hấp này trên lâm sàng mình sẽ cần để mình đánh giá coi đứa nhỏ này siêu hấp độ mấy, có cần hỗ trợ hô hấp hay không. Nó sẽ có 3 độ là độ 1, độ 2 và độ 3. Khi mà mình đánh giá nó có siêu hấp thì bắt buộc mình phải phân độ. Nếu độ 1 nó vẫn có thể nằm phòng ngoài để theo dõi, độ 2, độ 3 thì nó vẫn phải nằm cấp cứu. Độ 2 là thở oxy thôi, còn độ 3 là phải thở nờ-CPAP hoặc là nội khí quản. Dựa vào những cái tiêu chuẩn này, có cần phải thỏa hết từ trên xuống dưới không? Câu trả lời là không. Chỉ cần thỏa một tiêu chuẩn trong đây thôi. Thì thí dụ như nó có tiêu chuẩn nhịp thở, nhịp tim, tỉnh, nhưng mà nó lại tím khi thở khí trời, khi cung cấp oxy thì nó không tím, thì nó vẫn sẽ xếp độ 2. Nó chỉ cần có một dấu hiệu của độ nặng hơn thì sẽ xếp độ nặng hơn, chứ không cần phải thỏa hết tất cả trong đây mới xếp nha. Lưu ý nha, nó tất cả độ 2 hết hoặc độ 1 hết nhưng mà nó cho thở oxy vẫn tím thì nó vẫn sẽ là độ 3, chứ nó không phải thỏa hết từ trên xuống dưới thì nó mới là một độ nha. Chỉ cần có dấu hiệu của độ nặng hơn thì sẽ là độ nặng hơn. Những cái gì nhịp thở tăng là tăng so với ngưỡng thở nhanh theo tuổi, hồi nãy tôi yêu cầu học các bạn thở nhanh theo tuổi đó mình sẽ trừ ra ha. Thí dụ như nó thở 60 lần một phút mà nó là một đứa 2 tuổi, ngưỡng thở nhanh của nó là trên 40 thì mình lấy 60 trừ 40 thì mình chia ra là nó tăng tới 50% lần nha. Khi mà nó thở nhanh thì bắt buộc phải đếm 2 lần chứ không có đếm 1 lần, đếm nhịp thở 2 lần ha, và đếm trọn trong vòng 1 phút. Nhịp tim nhanh thì phải dựa vào cái bảng của tuổi ha, huyết áp tăng hay giảm gì đó. Co kéo cơ phụ đây có nghĩa là co kéo cước đòn chẩm, co kéo cơ liên sườn, chứ không phải là dấu hiệu co lõm ngực hồi nãy tôi nói. Lưu ý này là co kéo cơ hô hấp phụ nha. Còn co lõm lồng ngực nó là do cái hoạt động của cơ hoành ha. Rồi tím với khí trời, tím cho oxy. Một là nhìn bằng mắt thường, hai là dựa vào cái đo SpO2. SpO2 là bạn đã học, bạn đã gặp rồi không? Qua cái mùa Covid là biết hết cái đo SpO2 rồi. Trên 92% nó sẽ là đủ oxy. Còn nếu dưới 92% thì mình sẽ tính là nó tím. Và tùy theo mức độ tím, thí dụ như dưới 92 nhưng mà cho thở oxy lên 95, 96 là được. Còn nếu cho thở oxy vẫn dưới 92 thì nó sẽ rơi vào tím ngay cả khi cung cấp oxy. Tại vì khi mà bạn đánh giá cái môi nó thì mang tính chất chủ quan. Có thể bạn nhìn tím, có thể bạn nhìn không tím, hoặc là nó thiếu máu, hoặc là nó người dân tộc gì đó, bạn đánh giá sẽ không chính xác. Còn cái khí máu động mạch này á,
lấy thì cũng phải 15 phút mới có kết quả chứ đâu phải lấy là có liền đâu. Mà trong khi xử trí suy hô hấp là phải xử trí cấp cứu ngay chứ không có đợi. Đợi 15 20 phút sau tôi dựa vào khí máu tôi mới xử trí là không phải nha. Rồi. Tới khám phổi thì nó có thể nhìn sờ gõ nghe hết, nghe đủ hết ha. Nhưng mà đối với những cái đứa nhỏ dưới 6 7 tuổi không có hợp tác, lồng ngực quá nhỏ thì và cái gõ và cái sờ rung thành thì sẽ không có đánh giá được nha. Một là nó nhỏ quá, như 1 2 tháng sao bạn dựng nó dậy được để bằng gõ. Hai là cái tay của bạn đặt vào sẽ hết lồng ngực của nó, sao bạn so sánh rung thành được, bạn so sánh từ dưới lên trên đúng không, bạn áp tay vào nó chưa biết nói nữa, sao nó nói được cái gì 1 2 3 cho bạn đếm cho bạn làm. Nên chủ yếu của bạn là nghe ra nằm ra nổ hoặc là giảm tới âm. Giảm tới âm là nghe sao so sánh hai bên bên trái bên phải của nó, so sánh trên dưới của nó. Rồi tới phần cận lâm sàng. Cận lâm sàng cái này về cái huyết học, công thức máu, sinh hóa, CRP, rocanxitonin. Nhưng mà lưu ý rằng những cái này không phân biệt được vi trùng hoặc là siêu vi. Tại vì sao? Chứ không phải cái nào cũng nói là bạch cầu tăng, nơ trô chiếm ưu thế hết. Tại vì khi mà bạch cầu tăng, nơ trô chiếm ưu thế là trên những cái đứa lớn hoặc là người lớn với miễn dịch của họ bình thường. Còn những cái đứa nhỏ hoặc là cái sức đề kháng miễn dịch nó thấp thì bạch cầu nó có thể không tăng, nơ trô nó cũng không chiếm ưu thế. Ha. Nhưng mà cái rocanxitonin thì nó có giá trị chỉ điểm hơn. Nhưng mà thường thì sẽ không có làm. Trừ khi những đứa nào nặng lắm người ta mới làm rocanxitonin thôi. Và không có chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú. Ha, không có chỉ định cho bệnh nhân ngoại trú luôn. Nghĩa ngoại trú là đi khám mà về á. À, cũng thường không có chỉ định cái công thức máu này luôn, CRP sinh hóa gì đó, X quang dùng để xác định viêm phổi là chắc chắn rồi đúng không, cũng không có gợi ý được tác nhân nữa, không chụp chụp thường quy trước xuất viện và viêm phổi không nặng cũng không chụp luôn, có nghĩa là điều trị ngoại trú người ta cũng ít khi nào người ta chụp X quang lắm. Vậy khi nào chụp X quang? Khi viêm phổi nặng cần nhập viện bắt buộc phải chụp. Viêm phổi kém đáp ứng với điều trị, ban đầu mình điều trị sau 3 ngày 5 ngày đánh giá lại vẫn không có đáp ứng chụp, biểu hiện lâm sàng không rõ ràng có thể mình phân biệt với viêm phổi với một bệnh lý khác chụp X quang, hoặc là nghi ngờ biến chứng chụp X quang, hoặc mình cần phải phân biệt với một bệnh lý khác giống như là trên có biểu hiện lâm sàng không rõ ràng hoặc cần phân biệt á thì mình mới chỉ định chụp X quang. Còn nếu viêm phổi mà điều trị ngoại trú hoặc là viêm phổi đáp ứng với điều trị trước khi xuất viện về không cần phải chụp cái kiểm tra làm gì hết. Tại vì X quang nó có thể 3 tháng đến 6 tháng nó mới trở về bình thường được. Chứ không phải có 1 2 ngày mình điều trị trong tuần cái viêm phổi nó trở về đẹp bình thường hết. Ha. Không có chuyện đó. Ha, có thể nó sẽ cải thiện hơn. Ví dụ như những cái đứa viêm phổi tràn dịch màng phổi gì đó, khi mà nó xuất viện tôi cần kiểm tra lại để tôi đánh giá coi lượng dịch nó hấp thụ hết chưa. Thì đúng có thể chụp lại nha. Rồi đây là viêm phổi thùy nè, ngay cả một cái thùy trên của phổi bên bên này bên gì bên phải đúng không. Rồi cái này trên lâm sàng hay hay cứ nói từ lưa hết nè, e chondrogram nè, hình ảnh thấy nội phế quản ha, bình thường khí nó nằm trong phế quản phế nang đúng không, nhưng mà mình chỉ thấy được một vùng đen thui gì thôi. Nếu nó có tình trạng viêm nó sẽ dày cái thành lên thì mình mới thấy được cái đường dẫn khí, cái đường dẫn khí những cái thành vậy thì mình mới thấy được cái hình ảnh của cái đường dẫn khí giống vậy đúng không, thì những xung quanh nó mô nó viêm nó trắng thì mình mới thấy được những cái đường khí đen đen giống vậy, hiểu chỗ này chưa. Còn nếu mà nó không có viêm không gì hết thì nó đen thui hết vậy nè, sao biết được, sao biết được hình ảnh khí nội phế quản được. Khi mà nó có viêm những cái vùng lân cận xung quanh nè, những cái thành phế quản, phế nang nó bị viêm thì tôi mới thấy được những cái hình nhánh cây giống như cái hình bên đây. Thấy chưa? Thấy nha. Do đó là phải biết được hình ảnh khí nội phế quản là sao nha.
Khí nội phế quản chứ không phải hình ảnh nội khí quản nha. Lầm đó nha, đọc sai á. Rồi, viêm phổi tròn ha. Có phổi tròn ha. Đây. Viêm phổi tròn do phế cầu. Này, nó là một cái viêm phổi đây luôn ha. Viêm phổi do tụ cầu. Thế này nó có hình ảnh gì? Khí ha. Hình ảnh khí dịch luôn ha. Rồi hình ảnh viêm phổi do mycoplasma là hình ảnh viêm phổi kẽ nè ha. Viêm phổi do siêu vi không? Nếu mà viêm phổi do siêu vi với viêm phổi do mycoplasma nó cũng gần gần giống nhau, nó là viêm phổi kẽ hết, do đó X-quang nó không giúp chẩn đoán phân biệt được tác nhân đâu. Vi sinh, xét nghiệm vi sinh không có chỉ định thường quy. Tác nhân á, tìm tác nhân á, thường tác nhân cấy ra cũng phải 3 ngày, PCR cũng phải 3 ngày mới ra được. Do đó mình không phải mình chờ có kết quả mình mới làm, mới điều trị, quá trễ rồi. Do đó ban đầu vào sẽ điều trị theo kinh nghiệm ha. Do đó làm chỉ làm khi mà viêm phổi rất nặng, kháng thuốc, dịch bệnh hoặc là thất bại với điều trị, mình cần phải đổi kháng sinh, mình cần phải biết được. Có nghĩa là người ta sẽ đổi kháng sinh trước khi mà người ta kết quả, người ta sẽ cấy. Ví dụ như hôm nay nó điều trị 7 ngày rồi, nó vẫn còn nặng. Tôi quyết định chụp X-quang lại viêm phổi nặng hơn, tôi quyết định đổi kháng sinh. Thì trước khi chích cái mũi kháng sinh mới, tôi sẽ cấy cái dịch để tôi xét nghiệm vi sinh. Nhưng mà tôi vẫn sẽ bắt đầu điều trị kháng sinh mới luôn. Chứ tôi không phải tôi chờ 3 ngày sau tôi mới bắt đầu điều trị kháng sinh mới. Tôi sẽ điều trị kháng sinh mới luôn, chờ 3 ngày sau coi cái kết quả vi sinh nó đang như thế nào. Nếu nó vẫn kháng tiếp với cái kháng sinh tôi đổi thì tôi sẽ đổi một lần nữa. Hiểu không? Ha. Do đó tôi sẽ đổi kháng sinh luôn. Nhưng mà tôi sẽ phải xác định cái xét nghiệm vi sinh trước khi tôi chích cái mũi thuốc mới vào. Rồi, thì nó có ở trên lâm sàng thường là NTA, vết mũi, vết họng gì nè, hút dịch tị hầu chủ yếu do virus. Cái này mùa COVID là biết rõ rồi ha. Rửa phế quản phế nang từ khi những cái đứa có nội soi thì mới làm. Hút dịch qua nội khí quản, những đứa nạp nội khí quản thì mình mới hút. Chứ giờ nó không nạp nội khí quản lấy gì hút ha. Cái máu, huyết thanh chẩn đoán dùng để chẩn đoán mycoplasma ha. Và chlamydia thì người ta sẽ dùng huyết thanh chẩn đoán IgM, IgG đó. Chẩn đoán. Còn tiếp cận bệnh nhân theo IMCI thì biết, đọc để biết. Cái này là do cái tuyến phường xã, chỉ có thể là nhân viên y tế thôi cũng có thể làm được, cứ đọc theo cái bảng này thôi nè ha. Nếu là có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân, rút lõm ngực hoặc là thở rít nằm yên, chẩn đoán là viêm phổi nặng hoặc bệnh rất nặng, người ta chỉ nhận định ban đầu thôi chứ người ta không có chẩn đoán là được chính xác có phải là viêm phổi nặng hay không nữa đó, hoặc là bệnh rất nặng rồi người ta điều trị theo chuyển tuyến trên, hoặc là những cái vùng sâu vùng xa người ta không có điều kiện đi đến thì người ta điều trị ban đầu ở đó như vậy. Các bạn này đọc để biết ha. Dấu hiệu nguy hiểm toàn thân là như cái này chắc bạn phải biết rồi quá. Không ăn uống được, bỏ bú, nôn tất cả mọi thứ, co giật, hôn mê, ly bì, khó đánh thức. Đó là bốn dấu hiệu nguy hiểm toàn thân nha. Chẩn đoán viêm phổi. Chẩn đoán xác định. Vừa vào lâm sàng, cận lâm sàng. Chẩn đoán có thể có lâm sàng nhưng không có X-quang phổi. Tại sao? Có những cái X-quang phổi, viêm phổi mà do cái hóa chất. Giống như viêm phổi hít hoặc hít xăng dầu, uống nhầm xăng dầu gì đó. 8 tiếng sau nó mới thay đổi trên X-quang. Nhưng mà sau khi nó uống dầu hôi chỉ 1-2 tiếng bắt đầu nó sốt, nó ho, nó khó thở, nó nhập viện rồi. X-quang chụp lên có thể chưa tổn thương đâu. 8 tiếng sau nó mới tổn thương. Để cho này nha. Chẩn đoán phân biệt bữa tác nhân hoặc là phân biệt các bệnh lý gây thở nhanh. Trên lâm sàng phải dựa vào cái bệnh cảnh của nó để đưa ra cái chẩn đoán phân biệt. Không phải lúc nào viêm phổi xong cái đưa tôi một loạt cái chẩn đoán phân biệt gì vô. Phải coi coi bệnh cảnh mình nó phù hợp với cái bệnh gì mình mới đưa phân biệt vào nha. Chứ không phải trên lâm sàng đứa nào cũng chẩn đoán phân biệt với toàn máu viêm tiểu phế quản hay suy tim hết. Bệnh cảnh của mình phù hợp với bệnh nào thì phân biệt với bệnh đó. Rồi, phân loại. Trên lâm sàng chủ yếu sẽ phân loại
mấy cái này là đọc được rồi. Viêm phổi phế cầu nó sẽ biểu hiện sốt, ho, bạch cầu tăng, CRP tăng, hình ảnh viêm phổi thùy. Còn viêm phổi không điển hình là mycoplasma hoặc chlamydia đó, thì nó có thể sốt nhẹ, nó ho khan, nó ho phổi, có thể nghe đanh ngáy, ha, mệt mỏi, nó có thể đau cơ, rồi nó có thể có hồng ban, nó có thể thiếu máu, tán huyết nữa. Nó bệnh cảnh của nó sẽ khác với viêm phổi điển hình. Rồi, chẩn đoán phân loại viêm phổi. Viêm phổi này theo Tổ chức Y tế Thế giới, bạn học cái bảng này để bạn phân biệt được viêm phổi trên lâm sàng. Ừ. Rồi, có một bạn gửi email thì tôi trả lời luôn chung trên đây. Viêm phổi nặng, ho hoặc khó thở kèm một trong những dấu hiệu sau. Thở co lõm ngực, rên rỉ dưới 2 tháng hoặc phồng cánh mũi, trẻ dưới 2 tháng. Có nghĩa là chỉ cần một trong dấu hiệu đây. Nếu đứa nhỏ đó là một đứa nhỏ nhỏ hơn 2 tháng thì nó sẽ là viêm phổi nặng rồi. Còn nếu nó lớn hơn 2 tháng thì nó có những dấu hiệu này, thở co lõm hoặc phồng phồng cánh mũi nè, thì nó mới là viêm phổi nặng. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Nếu nó dưới 2 tháng nó chỉ cần ho, khó thở. Ho hoặc khó thở thôi. Ho hoặc khó thở chứ không phải ho và khó thở nha. Ho hoặc khó thở kèm theo nó là một đứa dưới 2 tháng thì đó là viêm phổi nặng. Còn nếu nó trên 2 tháng thì nó phải có dấu hiệu là thở co lõm ngực hoặc là phồng phồng cánh mũi, và nó không có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân nữa. Còn nếu nó có dấu hiệu nguy hiểm toàn thân, nó sẽ rơi vào viêm phổi rất nặng rồi. Hiểu chỗ này không? Cái này chỉ cần một dấu hiệu thôi. Và nếu mà dưới 2 tháng thì nó không còn dấu hiệu nào, nó vẫn là viêm phổi nặng. Còn nếu mà trên 2 tháng thì nó phải có dấu hiệu là phồng phồng cánh mũi hoặc là thở co lõm ngực nha. Phân loại để làm gì? Để tôi biết tôi chọn lựa cái điều trị. Viêm phổi rất nặng thì nó thường là siêu hấp độ 3 rồi, cần hỗ trợ hấp. Còn viêm phổi nặng thì nếu nó là hô hấp suy hô hấp độ 2 thì tôi cũng phải hỗ trợ hô hấp vậy. Đúng không? Hồi nãy tôi nói là độ 1 thì không cần hỗ trợ, độ 2, độ 3 là phải hỗ trợ. Rồi chỉ định nhập viện. Hồi nãy mình nói dưới 2 tháng là viêm phổi nặng hết. Do đó nhập viện. Viêm phổi nặng rất nặng nhập viện, dấu hiệu siêu hấp nhập viện, biến chứng nhập viện, không đáp ứng điều trị sau 1 tuần, hoặc là không có điều kiện chăm sóc theo dõi tại nhà, nhập viện. Nha. Điều trị. Cái này thì đọc để biết thôi ha. Đầu tiên là phải hỗ trợ hô hấp nè, sử dụng kháng sinh, biện trưng điều trị biến chứng, hỗ trợ dinh dưỡng. Thường mọi người thường quên hỗ trợ dinh dưỡng điều trị bệnh không à. Ít chú ý đến dinh dưỡng lắm. Này đọc để biết cái kháng sinh. Đọc để biết ha. Để biết là trên lâm sàng nó dùng cái gì, hoặc là trình bệnh là nói là bệnh nhân đang dùng gì đó mà cũng không biết kháng sinh đó là gì nữa hết. Tại vì trên trên cái lâm sàng hoặc là trên nhập viện á, tên thuốc nó sẽ có rất là nhiều tên. Tại vì nó đổi thuốc liên tục, nó sẽ rất là nhiều tên. Do đó mình phải về mình tra, khi mà mình trình bệnh thì mình phải tra coi cái thuốc đó, cái thành phần của nó là cái gì. Chứ không phải mình trình vô mình nộp lên, xong rồi mình không biết nó là thành phần là gì hết. Đáp ứng điều trị nè là hết sốt ha, sốt cải thiện, thở nhanh cải thiện, gan phổi cải thiện, cải thiện ăn uống tươi tỉnh hơn, phòng ngừa viêm phổi, chủng ngừa nè ha, môi trường bú mà sữa mẹ trong 6 tháng đầu để cung cấp kháng thể từ mẹ qua là chủng ngừa nè ha. Tại chủng ngừa nãy tôi nói là có 6 trong 1 nè ha, có phế cầu nè ha, cái nữa là phải chủng ngừa sởi luôn ha. Những cái đứa mỏ mà viêm phổi hậu sởi nó sẽ rất là nặng. Tại vì sao? Sởi nó sẽ gây ra suy giảm miễn dịch, nó sẽ gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch, và có thể tới 2 năm sau cái miễn dịch nó mới phục hồi lại được. Do đó những cái đứa viêm phổi đó nó sẽ rơi bơi vào trong cái phần đầu tiên của mình nói là cơ thể địa dễ bị tổn thương á, suy giảm miễn dịch đó, nó sẽ rất là nặng, tử vong cũng nhiều á nha. Vệ sinh môi trường rồi sử dụng kháng sinh gì đó, tiếp tục cho ăn uống nè. Đó là hồi nãy tôi nói nhấn mạnh cái phần dinh dưỡng á, tiếp tục cho ăn uống chứ nhịn ăn là nó càng bệnh nặng hơn nữa. Ừ, cung cấp kẽm gì đó. Đó là cái bài viêm phổi, cái này là tôi nói tóm lại ngắn gọn á, có những cái chính trên lâm sàng tôi nhắc á. À. Rồi các bạn hỏi gì?
Các bạn hỏi gì thì cứ hỏi đi ha. Mình sẽ nghỉ khoảng 5 phút rồi mới học tiếp bài tiếp theo.